truyền hình HTV hiện tại đã đến nước ta. Biết nếu anh nghĩ không lầm là chồng của nghệ sĩ Phương Hằng, chồng nghệ sĩ Phương Hằng làm bên đài truyền hình. HTV cô Hằng giao về ha cả nhà. À, xe của cô Hằng hả? Em nói đúng không? Một là chồng bả, hai là quả này. Tại ngày xưa vô nhà bả. À, Thành Võ xin kính chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì Thành Võ có mặt tại đám tang của nghệ sĩ cả nhà. Hôm nay là tại chùa nha cả nhà. Cô đám tang nghệ sĩ gì quên rồi? Bảo Anh hả? À. Mình vô đây tự nhiên mình quên mất tiêu tên nghệ sĩ luôn cả nhà. Thì hôm nay thì vô đây thì đám tang của nghệ sĩ Bảo Anh nha cả nhà. Thì đêm nay là đêm cuối rồi. Ngày mai là chú nghệ sĩ Bảo Anh sẽ về quê. Sẽ về động quan, khi động quan là về quê nha cả nhà. Quá trời bông hoa luôn. Đây là những vàng hoa được khán giả tặng cho chú nè. Hiện tại đám tang của chú thì ở trong phía sau chùa cả nhà, được che gạp. Đây là mình sẽ đi vào trong đám tang. Đây phía trong, phía trong thì và bữa nay cũng khá đông cả nhà. Đêm nay cũng là đêm cuối của chú nghệ sĩ Bảo Anh nha. Mưa ướt đó anh, đâu ngồi đó được đâu. Hiện tại thì phía trong là đám tang của chú nghệ sĩ Bảo Anh cả nhà. Thì đám tang cũng có mấy em. Mấy em này là hôm trước cũng là bảo vệ tại đám tang của cậu Năm, nghệ sĩ Vũ Linh nha cả nhà. Tới đây thì mình cũng đứng đây thôi, bởi vì phía trong là đại khách rất là đông, mình cũng không có tiện đi vào trong nữa cả nhà. Đây các em nha, đây là cổng chùa đó nha. Bữa nay mình có nghệ sĩ vô không chị? Không biết hả? Không biết gì đó đó. Không biết gì vậy? Thôi kệ vậy, ở đây sáng giờ không biết. Nghệ sĩ không? Cô nghệ sĩ Phương Hằng ở nhà. Thank you.
chị Hiến, cái đứa nào chị Hiến hiện tại thì trời rất mưa lớn nha cả nhà, mưa rất lớn luôn. Bữa nay thì trời mưa rất mưa luôn nha nhỉ, các anh em chạy vô phía trong mình rồi bà đứng đó đây rồi bà thấy cả mưa ơi là mưa rồi, ở đây hồi một hồi mưa sẽ là ướt hết trơn luôn đó nha. À, đám tang của chú thì phía sau phía trước cổng chùa và cũng ba sau cổng chùa cái này. Nó lớn luôn. Nó còn cần không nghe được. Nó lớn thành phần, nó lớn ra chỉ là nhìn được mưa thôi, mưa dưới đường thôi. Còn không thể nào nghe được. À có xe giống xe xe cảnh sát quá vậy ta. À xe cảnh sát. Rồi cảnh sát đến viếng mộ cậu Năm nha cả nhà. Mưa to quá. Tất cả quý bà các chị nha. Rồi, hôm nay tất cả năm năm anh em mình có tại có mặt tại nơi đây để cập nhật về tình hình lễ tang của cố nghệ sĩ Bảo Anh và tất cả quý linh chú anh chị xem. Mà trời mưa quá lớn quý linh chú anh chị tâm lễ tang thì trời mưa rất bên trong này mưa rất là lớn luôn, mưa lớn quá và ánh sáng còn không đủ để cho À, đại
truyền hình HTV hiện tại đã đến đất tang biết biết nghĩ không không lầm là chồng của nghệ sĩ Phương Hằng, chồng nghệ sĩ Phương Hằng làm bên đài truyền hình. HTV cô Phương Hằng ra về ha cả nhà. À, xe của cô Phương Hằng hả? Em nói đúng không? Một là chồng bả, hai là quả. Tại ngày xưa vô nhà bả thì